Mến chào cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Bông Trang An Giang. Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, lời tri ân đến cô chú và anh chị đã đồng hành với kênh Bông Trang An Giang trong suốt khoảng thời gian qua, cũng như ủng hộ chỗ nhà vườn chú Minh. Thì hôm nay là ngày thứ bảy thì cũng trở lại khu vườn của chú Minh để quay giao lưu một số loại phôi bông trang và phôi ghép để giao lưu đến cô chú anh chị mình. Rất mong cô chú anh chị mình thương tình cũng như ủng hộ cho chú Minh để cho chú Minh có cái động lực để đi mua những cái cây bông trang về để giao lưu đến cô chú anh chị mình. Đây là những cây phôi đỏ nhung lớn khủng nè cô chú anh chị, rất là lớn luôn nha cô chú anh chị. Để mình quay qua đây mình chương trình giao lưu của mình đi, rồi chút nữa mình quay cụ thể cái phôi lá lớn này giới thiệu đến cô chú anh chị mình ha. Đầu tiên đó là cây mã số 1 là cô chú anh chị, đó là một cây đỏ nhung lá lớn được ghép hoàng son. Thì cây này thì được biết là cây này rất là lớn nha cô chú anh chị. Thì đế nè, mình để mình quay cái bộ đế cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, đế nơm rất là đều nè, một đế nè, hai đế nè, ba đế nè. Đó. Đó. Và cây hiện tại thì đang sống rất là khỏe của cô chú chị. Đâm cái trượt lên nè, cây này cái gốc của nó nè. Đó, đâm trượt lên nhiều cây rất là khỏe nè. Đó, nguyên cái hoành của nó là vậy đó nha cô chú chị. Thì được ghép thì vào đó là vàng son Cần Thơ đó cô chú chị. Thì cô chú anh chị cũng biết là cái dòng vàng son Cần Thơ là nó vẻ đẹp của nó là cỡ nào rồi. Đó, đây lá muỗng nè. Đó. Ở trên thị trường thì cái dòng này nó đang rất là hot luôn nha cô chú chị. Đó. Bốn bo mà bây giờ lên được 6 tược. Bốn bo lên được 6 tược thì cái đó tụi ghép thôi chú mình. Tụi ghép cao cao chắc cũng khoảng 3-4 tấc gì quá. Trên 4 tấc quá. Tụi ghép này của nó là được 36. 36 được không đây? 36 luôn. Rồi, 36. Cao nhất, còn tược thấp nhất là nó 25. Nó là cái chị được. Thấp nhất là 25. Nó nè, một tược nè. Hai tược nè. 3 4. Rồi đây 5 tược, 6 tược. 6 tược hoàng sao ghép thì tược cao nhất là cũng khoảng là 3 mấy. Yeah. Tược thấp nhất là khoảng 2 mấy. Đó cô anh chị. Thì cây này thì rất là mạnh khỏe này ha. Nó tược lên rất là sung rồi. Cây okay. Trai đẹp, có bộ đế. Bộ đế thì nó rất là đẹp luôn. Đó. Vô cái chậu mỏng mỏng để cho cái hoành này chú mình, cái hoành gốc coi. Hoành gốc cây này Mỹ đỏ đó lớn này là cây này cũng lớn rồi nha. Đó. Nó đưa lên 3 tược nè cô chú chị. Ba cái thân nó tham tài nè, hiện tại thì mặt cắt nó kéo mạnh này nè. Để đo cái hoành gốc cho cô chú chị mình xem. Cái vị trí này là được 28 hả? 28 5. Cỡ 28 đi. 28 đi. Đó, cái hoành này. Mình tới nó là 28 nè cô chú chị. Đó. Rất là lớn nha, cây này thì bằng son nữa là nó ra bông 6 tược này, nó ra bông thì ok rồi. Cái này là mình không về mình làm giống được nữa, cắt ngang đây mình làm giống hoặc là mình bầu nấy đây nè cô chú chị, bầu nấy đây nè. Cái nữa này tâm hai lên, còn không thì mình để gì là mình vô dây đó, cái mình chơi tết, nó ra bông mà mình chơi tết. Hiện tại giờ thì nó chưa bắp bông nhưng mà cây nó lên đọt non thì nó sung lắm nè. Rồi cho giá cụ thể mã số 1 luôn chú mình. Cây số 1 này mình xin giao lưu là 2,5 triệu. Rồi cây số 1 là chúng mình giao lưu đến cô chú anh chị mình là 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây này bị củ đế nó đẹp lắm. Bao ship toàn quốc luôn. Cây này gì mà vô cái chậu mỏng mỏng để bàn cho đẹp. Dạ, cây giống như là cây bonsai, nó rất là đẹp đế nè. Đó. Một cây mỹ nhung lá lớn ghép vừa vàng son. Cây này là mình làm bầu đát bầu riêng đó, mình sủi cho mình làm rồi hết rồi, nó chỉ còn mỏng gì thôi. À. Này nữa mình về mình vô mua cái chậu mỏng mình để vô đẹp lắm. À. Đó, cây này thì lá của nó nè, lá riêng của nó nè, nó đang lên là gì nè, cây mình biết là cây gửi nó sống khỏe nha cô chú chị. Rồi đó là mã số 1, tiếp theo mã số 2. Số 2. Mã số 2 cây phôi cho chú mình. Mã số 2 đó là một cây phôi đỏ nhung lá lớn nha cô chú chị. Cây này thì được thần chậu lâu rồi.
Nhưng mà cây này thì là cây phôi nó chứ không phải là cây hả? ghép. Giờ đập non lên đâm chồi vậy nè đó, cây cái có bộ đế rất là đẹp luôn đó, đế nó nêm như vậy nè, nó chảy như vậy nè. Cây này thì chú Minh là cũng cũng lựa nhiều cây đẹp lắm để về đến giao lưu đến cô chú anh chị mình đó. Đế đây thì nó quá bự luôn nè, chảy dài ra nè đó. Cây thì đế đấm thì rất là nè, đế đó nè đó, được thần chậu nó lên vậy. Cô chú anh chị nào mà mình mua về có sọc có gì đó mình ghép gì đóng vô, đóng cái sọc vô hoặc là vàng son hoặc là vĩnh châu gì đó thì theo cái sở thích của anh chị đó. Cây này mình vô cái chậu rồng gì đó bonsai là bonsai đóng những dòng sọc hoặc là vàng son vào vô thì nó vẻ đẹp, nó đẹp lắm nha cô chú anh chị. Thì cây này thì nó lên được ba thăng đó, ba cái thăng lớn đó, rất là đẹp đó, cây này rất là đẹp. Chứ mình mua trên mạng đó, cô chú chị thì đa số trên mạng bán gửi về cô chú chị là gửi về là cây mình nó bứng là nó còn là cù hú không á, nó chù đuổi không mà về nó đắp đắp vô cái nó gửi gì cho mình nè. Đây mình cũng không nói tiện nói ai, cô chú chị mình nói cho cô chú chị mình để mình tham khảo thôi. Chuyện làm ăn buôn bán thì mỗi người thì nó khác nhau, mà mấy cây mình được thần chậu gì thì nó quá ok rồi, mình được lựa những cây mà có cái đế đắm gì thì quá quá êm. Về, về cây này về mình ghép vô là ok rồi, nó lên trời mạnh gì là mình đóng vô mắt ghép là ok rồi đó. Còn mua những cây phôi mà trên mạng gì đó thì nó lâu lắm, mình thường khoảng vài tháng 3-4 tháng thì mình nó ghép vô được nó khó lắm mà cô chú chị, mà những con chị nào chưa có biết kỹ thuật đó thì nó khó lắm. Còn cái cây này thì đã được thường sẵn và đã được lựa sẵn đó, chú mình đã lựa sẵn cho cô chú anh chị mình những cây có bộ đế đẹp và được thần chậu gì đó. Thì chương trình chúng mình cũng là bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình luôn đó, rồi cho thông số cây này chú mình cho cái hoành cũ đi này, mình đo mình cũ qua đi cái hoành gốc nó đi, mình gốc và đo cái chỗ cái eo này đi đó, cái hoành đấy nè cô chú anh chị được 23 rồi 23 đó, đế rất là lớn nha, cái hoành nó rất lớn nha, lớn nha. Mình đo cái cái cốt ở trên nó cốt trên. Cốt vợ nó để đo hai vị trí đi dễ tham khảo. 14 cây này kết hợp cho cây lạp bonsai đó cô chú anh chị, rất đẹp ha. Tổng chiều cao nó được 34, cây này nó cũng có cái dáng có đế rồi nè. Ừ, nó có cái cốt bay nè, có cái chi bay cũng được có chi bay ra đó. Một 18 sen. 18 sen. Rồi đây bên này mặt bên này đế đẹp lắm nè, để qua đây quay cho anh em ta tham khảo cái đi đó. Ở đây là đế rất đẹp nè, đế chị đẹp lắm nè. Đó, đế lực bằng không nè mà mình chưa mua ra nè. Đế đây nè, đó. Đây là cộng đế nó bự gì không nè. Cây này rất là đẹp nha. Đây là đế dễ nó không đó. Cho giá cụ thể cây này luôn chú mình. Rồi, cây số 2 nè mình xin giao lưu với anh em là 700 ngàn bao ship. Cây này chúng mình giao lưu 700 nghìn bao ship dạ, cô chú chị. Bao sống cây này thì khỏi nói rồi. Chắc là quý vị chơi là dai biết, mà cây dễ mền dễ cám gì là tuột gì là rồi, bảo đảm rồi. Dễ con đó nè, dễ cám nó đang già hết rồi. Cây này nội ship không cũng trăm mấy nè cô chú chị. Dạ. 700 ngàn. Rồi. Rồi. Đây là mã số 2, tiếp theo là mã số 3 nè. Số 3 thì cũng là một cây đỏ. Đỏ nhung lá lớn đó, cũng là cây phôi. Phôi đỏ nhung lá lớn và được thần chậu lâu rồi, lên những cái thược này nè. Đó. Cây này cũng sống khỏe nè cô chị. Có sọc đẹp đẹp về ghép vô chơi để bàn chơi. Có sọc đẹp đẹp thì mình ghép vô để lên bàn rồi chơi thì nó ok rồi nè. Đó, nguyên một cái bệ đế cũ lặt nè, hiện tại thì đang kéo mạch cắt nó liền rồi nè, mạch nó kéo liền rồi nè. Đó, quay vòng qua cho cô chú chị mình xem cái vòng cái đó nè, cái mặt của nó kéo nè, đó rất mạnh nè, nguyên cái cũ có cái đế ở trên chạy xuống nè. Con thường gì nằm không? Cái này được nuôi trong chậu, giờ thần chậu rồi, nó sống khỏe rồi, nó có đọt kim của nó lên rồi. Đó. Hai cái giò nằm gì giống cái con gì đưa cái đầu lên đây. Hồi này gì mình ghép vô cô chú chị, đó hoặc mình ghép áp da vô đây cũng được, không thì mình ghép có ghép trẻ đầu vô đây thì nó cũng mau hơn nữa, dễ hơn. Đó, mình cắt ở đây mình ghép, cắt những cái đợt cái tược này mình ghép, không thì mình đóng dưới đây. Đó, đây nó lên tược kia rồi mình ghép vô nó khỏe rồi. Rồi cây số 3
nhiêu chú Bình? Mình đo không? Đo, đo, đo cho thông số đi, thông số cho nghe người ta tham khảo. Tham khảo đi. Cái cành bay của nó là được 34. Rồi, cành bay là 34. Cành bay nó được 34. Cành bay là 34. Còn cái thằng này mình đo cái mình nó rồi đo cái quành lò ngang đo 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 cái mình của nó thôi à. Chứ không có đo cái kia. Lộn thước nữa. Đo cái thước rồi. Được 17. Rồi 17. 17 là mình đo cái mình nó ngay chỗ này đo nha. Đo cái cũ đây qua vòng qua cũ rồi. À, chứ còn đo lòn qua cái cũ này thì nó lớn. Cũ đặt nó đây. Được 23. Rồi cũ đặt là 23. Rồi có gì? 23 ha. Còn cái tử của nó ngoài này được 14. 14. Cái này có hình trắng bay ra này, con chữ à, có cây tử lên. À, cây tử đó rồi, đưa. Rất là đẹp ha. Rồi cây này như chúng mình. Cây số 3 này mình xin giao lưu với anh em là 500.000. Rồi, 500.000 cũng bao ship luôn ha con chị. Bao ship luôn 500.000. Ship cũng có 100 trong ngoài của chị, cây này cũng còn có 300 trong ngoài ha. Con ship có trăm mấy rồi, bó bầu thì bó bầu rồi này kia rồi đó. Rồi mã số 4. Cũng là cây đỏ nhung lá lớn. Rồi, hiện tại thì nó đang sống khỏe nè, nó có lên những cái chụp mà chúng mình đang ngắt nè, đó, tâm chụp kia đã lên mạnh rồi đó. Đây sống khỏe nè, có những cái chụp to lên nè. Thùng chậu rồi đó. Rồi, cây này về chỉ mình ghép cho thôi, chống cho thôi. Cây này thì nó có cái thắt thăng. À, có cái bệ đế nè, đế đang chạy nè, chạy dài ra nè. Dạ. Quá. Đó. Đó, đế đó của chú chị. Đó bên đây cũng đế nè. Những cây này thì được chú Minh lựa rồi. Đó, nó có đế chưa nè. Rồi cho thông số luôn chú Minh ơi. Cho cái quành đó đi. Quành góc dưới đi. Là mình đo ngay vị trí này là được nhiều 23 phải không? 23. 23 nghe cô chú 23. Chị. 23 nè. Đó, cái hoành của nó nè. Một cũ là 23 ha, hoành cho hoành gốc, hoành gốc. Rồi. Nó tăng luôn. Tăng cái này cũng hơi cao, cũng 5 số tấc thì cũng im. À, đo thoát thăng hả? Ừ. Thoát thăng thì được chiều cao đi, chiều cao nó à, tổng chiều cao của nó là được 40. Rồi chiều cao là 40 á. 40. Bốn tắc thôi coi chú chị. Rồi còn thoát thăng đóng chi của nó thì được 20, 2 tắc. 2 tắc. Một gang 2 tắc. 2 tắc mới đóng toàn nó chi. Là cây Mỹ đỏ đó lớn. Thì hiện tại đang sống khỏe rồi. Đó. Có những cái trượt lên gì nè. À, cây này gì mình đóng mình ghép vô thôi. Dưỡng cho nó cái mặt bên đây nè cô chú chị. Ghép vô. Mặt đây nó có cái rễ nè. Đó. Rễ nó là thấy không? Nguyên cái dàn rễ của nó nè. Mình lấy của nó đó. Rồi cho cái giá cây này chú mình. Dạ, cây số mấy của anh ta? Số 4. Số 4 phải không? Dạ. Ờ cây số 4, cây này chịu gửi. À, cây này chịu gửi cũng bao sống bao ship bao luôn. Bao ship luôn. Còn quắt cô chú chị luôn nha cô chú chị. Nó được 4 4 cốt, 4 chi. 4 chi luôn. Mình ghép muốn ghép mấy bò đó ghép. Ờ. Còn cây nào nữa chú mình? Hết rồi phải không? Hết rồi. Rồi còn cây ấy nữa mà. À, cái này nãy mình ấy gọi phải không? Rồi, rồi. Rồi giờ 4 cây à? 4 cây. Rồi. 4 cây rồi mình quay qua đây mình chia sẻ cái cây phôi lớn cho cô chú chị mình xem chơi cô chú chị. Đó. Cây này. Cây này lớn nha. Quá lớn luôn cây này thì nó thuộc về dạng cổ rồi cô chú chị. Đó. Này cũng là Mỹ đỏ nó lớn rồi đó, giờ mình đi quay mình ít khi nào gặp mấy cây mà nó lớn gì nè. Cây này độ là khoảng là hai cái gang tay mình nó cô chị, cây này độ khoảng từ đó là cái hoành nó khoảng là từ 60 50 60 á, 60 cho lên á. Đó, đế đó nè. Rất là đẹp nè. Đó. Quá đẹp. Đó. Còn đây là cũng là một cây Mỹ đỏ nó lớn nè, cái dáng cũng bay ra nè, là bộ đế nè, đó. Hết hồn của đấy luôn. Quá khứ cây này đẹp, quá đẹp luôn. Hai cây này là đều đẹp hết. Cây một cây trực thẳng dạng cây dáng bay. Cành bay của nó bay ra nè. Cây thì rất là già, rất là lớn luôn. Đó. Em đi qua vòng mình quay cho cô chú chị mình xem cái mặt bên đây. Quá đẹp. Đấy nè.
cây này già lắm, cây này trồng từ giá mấy chục năm cho nên hai mười mấy hai chục năm, cây đó nghe nói là 300 năm đó cô chú anh chị. Cái độ lớn của nó, độ cái cổ của nó bà chị bên nó trên hai trên 20 năm á, trên 20 năm cái bay này nè. Bên đây cái đấy trồng để lại đó hai cây, cây đó là anh kia nó cũng cỡ 30 năm á. Cây này thuộc dạng cổ rồi cô chú chị, cây này nữa mà nó lên trượt ấy rồi mình đóng vô sọc hoặc là sàn son Vĩnh Châu gì vô cái là rồi. Tại cái loại Mỹ đối lung này nó chậm lớn hơn thằng bông chăn trắng dữ lắm. Nó lông lớn hơn chăn trắng dữ lắm, chăn trắng thì nó lông mau lớn hơn này. Rồi cô chú anh chị nào xem cái clip này nếu thấy hay và hữu ích hãy cho bông Trang Giang một like cũng như một lượt chia sẻ, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và hình quả chuông để cập nhật được những cái video tiếp theo của bông Trang An Giang, và đừng quên ủng hộ chỗ nhà vườn chúng mình để nhà vườn chúng mình có cái động lực để mua những cái bông Trang qua mẫu đơn đẹp về để giao lưu đến cô chú anh chị mình. Trước khi kết thúc cái clip này, chúc cô chú anh chị mình ngày mới luôn an lành, luôn dồi dào sức khỏe, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.